Vâng, thì tiếp tục em qua kia ba cái con còn lại là cuối cùng trong lô hàng sáng hôm nay về, đó là hai con đáy cờ ra với hai con omly, một con đờ nông, một con aquafay 3 đá 3x. Thì hiện tại là còn một con về bốn sản phẩm nhưng mà bán các bác lấy rồi, bác lấy mất 3 sản phẩm, còn một sản phẩm dòng cao cấp nhất sáng hôm nay, con 3 đá 3x rất là đẹp nha bác, từ những cái trạm đo giá 43.500.000. Sau đây em quay chi tiết xung quanh cũng như là mạch tiền của em, nói con này rất là vàng nha, có nghĩa là nó mạch bằng gold mà nó rất là vàng luôn. Các bác nào đang cần một con Omly Aquaphay 3 đá 3x thì quá là tuyệt vời về chất âm cũng như là lực đánh và công suất, đánh những dòng bass 40 đô lại, đánh tăng noise JBL, nghe nghe nhạc về chất âm tuyệt vời, có ba chế độ low net nên là các bác không có sợ cái loa gì hết đó. Các bác thích bass nặng thì mình chơi ở chế độ combo 3, đây là cái ba chế độ equalizer của nó này. Thường thường đa số các bác nghe nhạc vàng thì thường thường tách low net rồi, hoặc là chơi combo 1 là quá ok rồi. Còn combo 2 và combo 3 thì chuyên trị những loa cứng đầu. Thích bass nặng thì các bác chuyển qua combo 3. Thì nó nảy bass thì nghe rất là phê nha. Đây, mời các bác cùng xem. Đặc trưng của dòng 3 đá 3x thì nó có vỏ gỗ xung quanh. Vỏ gỗ rất là đẹp nha các bác. Đây mặt tiền của nó đây. Rất là vàng. Đây các bác cùng ngắm nha. Giá em bao ship là 43.500.000. Bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt cái 300.000. Còn cọc tiền thì cọc 10% trở lên, có nghĩa là vài triệu thì các bác. Thì còn phí thu hộ thì các bác chịu nha. Thì cứ thu hộ là 10 triệu là phát sinh thêm 100.000 đấy. Còn cái tiền ship là em đã trả ship hết cho các bác rồi, tại vì bên em bán hàng là tất cả bao ship nha các bác. Các bác nào chuyển khoản đủ thì mình đỡ cái tiền phí thu hộ thôi. Rất là keng luôn nha, con này rất là vàng luôn các bà. 3 la 3x rất là hay, hai đồng hồ vu nha các bác, rất là đẹp. Volume trống này, bass chép này, ba chế độ nghi này, đánh hai cầu loa AB, A kèm B. Đây là những cái nút tín hiệu đầu vào đấy. Về về vĩ đẹp là 10 điểm rồi các bác, giờ đi vào bên trong cấu hình của máy nha. Về thùng vách thì cũng như là tuyệt vời rồi, này, góc cạnh sắc liếm hết nha. Rồi em Chiến có đi vào bên trong, bác nào mình lấy thì cứ alo cho em Chiến, có hai số điện thoại trên nha. Vâng, đây là bên trong ruột gan của con Aquafay i303X, các bác sẽ thấy được một rần tụ, nó nằm ở đây là một rần tụ tới 8 con tụ phụ này và hai cái tụ chính và hầm một cái tăng phô nằm giữa, bố trí cực kỳ là hoàn hảo và khi các bác mình bê nó cũng đều tay. Và mỗi vế nó sẽ chạy là 6 con sọt phách 3 xanh 3 đen. Đây các bác, ba con xanh và ba con đen, sò phách nha các bác, nhưng mà sò rất là hay. Đấy, ba con xanh và ba con đen đối lập nhau, sử dụng những dòng tụ cao cấp như là tụ đỏ, tụ xanh. Đây là phần tán nhiệt cho mỗi vế và mạch âm sắc. Đây bác nào mình lấy thì alo cho em nha, con này rất là keng luôn nha. Đây các bác thấy phía trên thành này vàng chóe luôn nha. Nó điện áp là 100V nha các bác, 100V. Bác nào lấy thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Đây các bác thấy màn tiền con này về cực kỳ vàng luôn nha. Đấy. Em để cái tay vào để nó dễ lấy nét này, các bác cùng xem. Quá keng luôn nha. Rồi em Chiến dừng video và mời tất cả các bác cùng xem video tiếp theo. Cúp điện rồi.